Trân trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu vừa qua, ở Sài Gòn, thành phố lớn nhất Việt Nam có tin chấn động, đó là ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố này, bất ngờ bị mất chức. Có người gọi là bị cách chức, nói chung là bị mất chức. Trong lúc mà thành phố đang bị coi như là sắp sửa, coi như là bị đóng, bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Đây là cái chuyện chưa từng thấy bao giờ. Thì báo chí trong nước chỉ cho biết vắn tắt là theo báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 20 tháng 8, Bộ Chính trị có quyết định ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 20-25, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đó. Và đa số báo chí trong nước chỉ chạy cái tít là gì? Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh làm phó ban kinh tế trung ương, tức là vì ông đang làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố được điều về làm phó ban kinh tế trung ương, nghe rất là bình thường, không có chuyện gì cả. Nhưng mà nó không bình thường, mà đặc biệt báo chí trong nước luôn luôn là đưa theo cái kiểu đó. Ai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng mà nếu mà theo dõi tất cả mọi thứ thì ta biết ngay. Rồi sau đó bản tin chỉ nói về thân thế sự nghiệp ông này. Nói là ông này là 59 tuổi, quê Bến Tre, từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Trung ương đoàn, rồi làm Bí thư quận 2, rồi sau đó làm Bí thư Bến Tre, được về điều động về Sài Gòn làm Phó Bí thư, rồi sau đó dần lên làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Và đặc biệt nữa, tại sao người ta nói cái chuyện này nó lạ? Là bởi vì ngày 16 tháng 7 vừa qua, ông vừa được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn. Như vậy ông làm đúng 1 tháng 4 ngày. 1 tháng 4 ngày thưa quý vị là ông bị mất chức. Đó. Tôi tạm thời tôi gọi chữ mất chức, lát tôi nói tại sao mà là cách chức hay mất chức đó. Thế thì tại sao nó như vậy? Và chuyện này nó xảy ra chỉ 1 ngày sau khi lần đầu tiên ở Việt Nam trong 1 ngày có hơn 10.000 người bị nhiễm Covid-19 và số người chết của cái ngày hôm trước là 380 người. Qua tới ngày hôm sau đó là ngày 20 đó, có số người chết là 390 người cả nước. Và hiện tại, tính đến ngày thứ Sáu, cả nước Việt Nam có 7.540 người chết. Tổng số người bị nhiễm là hơn 300.000 người. Tổng số người khỏi là hơn 130.000 người. Đó. Và cũng lần đầu tiên, tỉnh Bình Dương có số người bị bệnh vượt qua Sài Gòn, lên tới con số 4.223 người. Và tổng số giờ gần 60.000 người. Tính cái ngày thứ Sáu nha, Sài Gòn thì 3.375 người và tổng số gần 170.000 người. Như vậy là Bình Dương dân số chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/4 Sài Gòn. Bình Dương khoảng 2,5 triệu, Sài Gòn khoảng 10 triệu, cộng với 3 triệu Vác Lai nữa là 13 triệu, khoảng đó đó. Nhưng mà số ca nhiễm Bình Dương bây giờ là bằng khoảng 1/3 của Sài Gòn. Đó. Thế bây giờ trở lại Sài Gòn, tại sao có những chuyện này xảy ra? Chúng ta không biết, nhưng mà khi mà nghe thông báo như vậy chúng ta thấy nó lạ lắm. Thứ nhất là ông mới được tái bổ nhiệm làm chủ tịch thành phố 1 tháng 4 ngày. Điểm thứ hai là gì? Ngày hôm 20 tháng 8, ngày mà ông bị cách chức, ông vẫn còn ký một số văn bản điều phối một số người làm công việc chống dịch. Và trên màn hình quý vị thấy đó, ngày 19 tháng 8 là ngày hôm trước, ông vẫn còn họp ở Sài Gòn trực tuyến với lại chính phủ, mà người chủ tọa hôm đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đó, ông mặc áo xanh là chúng ta thấy là họp qua trực tuyến. Và đó là những gì xảy ra, nghe không? Và nhiều cái chuyện lạ ở đây. Và một cái chuyện lạ nữa là khi ông bị mất chức như vậy thì bây giờ chưa có ai thay thế. Cho tính đến chiều ngày thứ Sáu, tức là sáng sớm ngày thứ Bảy ở Việt Nam, vẫn chưa có người thay thế. Chứng tỏ rằng là sự mất chức này hoặc là sự cách chức này rất là đột ngột. Và có thể nó chỉ xảy ra trong vài tiếng đồng hồ sau đó, sau khi ông họp với lại ông Phạm Minh Chính. Đó. Thì qua cái ngày 20 đó, có một sự kiện xảy ra. Đó là trước khi ông bị mất chức thì ông có họp với một số đại diện các gọi là đại công ty và có đầu tư ở Sài Gòn. Thì trong đó các công ty này yêu cầu, mong rằng sau ngày 15 tháng 9, tức là cái ngày mà hy vọng thành phố kiểm soát được đại dịch đó, thì đừng có đóng cửa nữa, đừng có giãn cách nữa, đừng có phong tỏa nữa. Bởi vì nếu tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ không đầu tư vốn FDI vào. Ví dụ đại diện của Intel quý vị biết, một công ty lớn của thế giới, là bà Hồ Thị Thu Uyên, giám đốc đối ngoại của công ty này, trong cuộc họp đó có nói rằng nếu mà tiếp tục siết chặt
để đề phòng chống dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có khối FDA bị đình trệ, công nhân gặp nhiều khó khăn. Đó. Rồi bà cũng nói cho biết luôn, Intel Việt Nam có 86% người lao động đã chích mũi vaccine đầu tiên. Hiện tại doanh nghiệp áp dụng mô hình một cung đường hai địa điểm cho 1.870 lao động. Đó, đại khái là họ gặp khó khăn. Bây giờ làm như vậy đó, chi phí nó phát sinh thêm trong việc bảo đảm phòng chống dịch và bị mất khoảng 140 tỷ đồng. Đó, đó là một công ty căn bản. Rồi một công ty khác là công ty Zabi Việt Nam cũng cho biết là đã phải chuyển đơn đặt hàng sang một số nước khác như Trung Quốc và Singapore. Đó, bởi vì Việt Nam bây giờ bị kẹt, không làm được. Thì sau đó thì ông Phong mất chức. Đó. Thế bây giờ chúng ta trở lại trước đó, đó cái ngày 11, 19 tháng 8 đó, thì trong cuộc họp với lại chính phủ đó, ông Phạm Minh Chính chủ trì đó, thì ông có ra lệnh. Cái lệnh là gì? Người dân thành phố bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, 2 tuần lễ, trong vòng 2 tuần lễ, tuyệt đối ai ở đâu ở đó ít nhất 2 tuần. Ít nhất nha, 2 tuần. Điều đó cho thấy là Sài Gòn tình hình rất là căng. Nói chung cái cụm Sài Gòn, bao gồm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu giờ là rất là căng. Số ca tăng giờ. Hồi nãy tôi nói cái vị Bình Dương cái gì, với lại Sài Gòn cái gì, Đồng Nai đó bây giờ cũng 16.000, hơn 16.000, Long An hơn 17.000, Long An thì đứng hàng 3 cả nước. Coi như đứng đầu là Sài Gòn, thứ nhì là Bình Dương, thứ ba là Long An. Đó. Rồi có lẽ thứ tư là Đồng Nai. Đó, nguyên cái cụm kinh tế đó bây giờ bị ảnh hưởng. Đó. Thì ông Phạm Minh Chính đó thì ông bảo là phải, nghĩa là coi như là tuyệt đối ai ở đâu ở đó trong 2 tuần, ít nhất là 2 tuần. Đó, chỉ đạo như vậy là vào chiều 19 tháng 8, nãy chúng tôi cho quý vị coi đó. Và trong cái cuộc họp này, thưa quý vị, ông đã rất là gay gắt. Lần đầu tiên ông phải nói là ông rất là gay gắt trong cái chuyện này. Mà trước đó thì ở Sài Gòn có cái tình trạng là người ta đi ra ngoài quá nhiều, mặc dù là đang giãn cách, nghe không? Cho nên người ta mới thắc mắc, ủa, giãn cách mà sao đi ra ngoài được? Tất nhiên sau 6 giờ chiều thì không được ra, nghe không? Nhưng mà ban ngày bà con ra quá, ra nhiều quá. Đâm ra người ta hỏi, ủa tại sao ra nhiều? Thì á, cái bên thành phố họ nói một trong những lý do ra nhiều là bởi vì người ta phải đi ra để xét nghiệm. Tại vì lệnh của Bộ Y tế mà phải xét nghiệm. Một ngày có từ 200.000 tới 300.000 người ra xét nghiệm. Thì trong cuộc họp hôm 19 tháng 8 đó, ông Phạm Minh Chính đã chỉ trích cái chuyện này. Ông bảo tại sao không đến nơi người ta để xét nghiệm để người ta đi ra ngoài. Ông nói mỗi ấp, mỗi xã, mỗi phường là một pháo đài. Thấy không? Là có thể là xét nghiệm tại chỗ. Và ông quy trách nhiệm luôn cho cái ông Nguyễn Thành Long là Bộ trưởng Y tế. Ông bảo rằng trong 2 tuần nữa mà anh không hoàn tất xét nghiệm là anh có lỗi. Ông nói thẳng như vậy luôn. Đó. Xin mời kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi để coi cái phần phát biểu của ông Phạm Minh Chính trong cái cuộc họp ngày 19 tháng 8 như thế nào. Laptop của tôi cho anh. Dạ. Trên laptop để quý vị coi cái phần phát biểu của ông Phạm Minh Chính sau đây. Đây, quý vị nghe đây. Theo quy định của ông Y tế, và anh phải làm cái việc này anh Long nhé. Nếu mà anh không xét nghiệm ra trong 2 tuần này mà anh không xét nghiệm hết được là cái lỗi của anh. Còn cách tổ chức thế nào thì phải ban với thành phố. Trong cái lúc phong tỏa này thì chúng ta, một là chúng ta đến tận nhà xét nghiệm. Cái thứ hai là ta báo đến phường, xã phường là pháo đài. Người ta có thể xét nghiệm 500.000 người. Vâng, quý vị thấy đó, ông Phạm Minh Chính đã lên tiếng rất là mạnh mẽ, chỉ trích cái chuyện là xét nghiệm đại trà kiểu đó là nó sẽ gây ra bệnh. Thì ông bảo là tại sao không đến nhà ra xét nghiệm. Thì tôi kể quý vị nghe câu chuyện như vậy, tức là ngày 19 tháng 8, ông Phạm Minh Chính họp chính phủ với có cả ông Nguyễn Thành Phong và cả ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy Sài Gòn cũng họp luôn qua trực tuyến. Và ra lệnh như vậy, thành phố là sẽ bị gọi là phong tỏa. Đó. Rồi sáng ngày hôm sau ông có cuộc họp với các doanh nghiệp. Đến chiều tối ông mất chức. Chuyện gì xảy ra? Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT.
như mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247. Chúng tôi đang nói về cái chuyện là Sài Gòn bị phong tỏa toàn bộ trong 2 tuần. Và ông chủ tịch thành phố là ông Nguyễn Thành Phong bất ngờ bị mất chức. À. Và tôi có kể quý vị cái cuộc họp ngày 19 tháng 8, tức là một ngày trước khi ông Phong mất chức ở tại Hà Nội, thì ông Phạm Minh Chính là thủ tướng đã lên án mạnh mẽ, mạnh lớn tiếng, nói vừa nói vừa đập tay thế này, nãy quý vị thấy rồi đó, là phải xét nghiệm và làm sao để tránh dịch. Và cũng trong cuộc họp đó luôn, ông ra lệnh là trong 2 tuần tới đây, khi thành phố bị phong tỏa như vậy, quân đội sẽ lo việc đưa lương thực cho bà con, công an sẽ bảo vệ an ninh. Và trong cuộc họp đó, ông Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nói quân đội đã sẵn sàng, phải không? Quân đội sẵn sàng, và quý vị thấy đây là những cái xe quân đội là bắt đầu họ di chuyển vào thành phố. Đó, ông Phan Văn Giang họp trong cuộc họp đó nói. Thì qua ngày hôm sau, đó, thì ở Sài Gòn có cuộc họp báo ngắn ngủi chỉ có 10 phút mà thôi. Không có đặt câu hỏi, không cho đặt câu hỏi, hiểu không? Mà cái người mà đứng ra phát biểu đó, thông báo đó, giống như là thông báo nó họp báo, thực ra là thông báo thì đúng hơn, là cái ông phó ban mà gọi là phụ trách về phòng chống dịch. Và ông này nói như sau, ông này xin bằng kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi. Ông là Phạm Đức Hải, thưa quý vị nghe sau đây. Tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp, bám chữ đó có ý nghĩa rất quan trọng. Tức là mình phải tiếp tục nâng cao và mình tiếp tục tăng cường những giải pháp với phương châm sau đây. Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch, đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội. Ai ở đâu ở yên đó. Quý vị nghe không? Ông đọc cái chỉ thị của Phạm Minh Chính, ai ở đâu ở yên đó, có nghĩa là nhà này không được qua nhà kia, không ai được đi ra khỏi nhà. Đó. Thì trong cái kế hoạch này thì Bộ Quốc phòng sau khi ông Phan Văn Giang hứa là đã sẵn sàng, thì ngày hôm sau cho biết là Bộ Quốc phòng sẽ đưa 1.000 lính vào các tỉnh phía Nam để phụ trách trợ giúp Sài Gòn cũng như các nơi khác để chống dịch. Đó. Thì đi trong nhóm này có cả nhân viên y tế, bác sĩ vân vân và sinh viên đang là học viên của các học viện quân sự. Đó, có đầy đủ. Và họ đã liên lạc yêu cầu hãng máy bay Vietjet chở những người này vào cũng như các thiết bị y tế. Và chúng tôi có cả cái văn bản của bên Bộ Quốc phòng của ông Đại tá Ngân đại diện cho cái chuyện này. Xin bác có thể cho coi cái hình cái máy bay đó, cái hình đó để sẽ thấy là có văn bản đàng hoàng. Đó, quý vị thấy không? Có văn bản đàng hoàng yêu cầu Vietjet giúp đỡ để triển khai, quý vị thấy cái mũi tên hỏa tốc đó. Thì rồi sau đó đó thì là thông báo, nghe không? Bây giờ coi như là vấn đề trong những ngày tới đây, người dân sẽ được, nghĩa là quân đội cung cấp phát lương thực tận nhà. Và đây là lời ông Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Sài Gòn, cho biết quân đội sẽ lập đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên đưa lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị đến từng nhà dân. Các đội công tác đặc biệt cũng sẽ vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội, lực lượng quân y cùng các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị hỗ trợ y tế người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà, cũng như trường hợp khẩn cấp khác, để bảo đảm lương thực, thực phẩm cho gần 10 triệu người dân thành phố trong 15 ngày. Ông Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các bộ ngành, trong đó có quân đội, công an, ngành công thương hợp tác giải quyết vấn đề này. Đó, quý vị thấy không? Thì thưa quý vị, có khác gì Vũ Hán? Gần như giống Vũ Hán là, tức là lockdown. Mà chính lời ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nãy quý vị nghe ông nói cái chữ là phong tỏa. Phong tỏa tức là không ra khỏi nhà. Bởi vì chỉ có như vậy thì họ mới hy vọng là, coi như là hy vọng là có thể sớm chấm dứt cái đại dịch này. Và nhiều người dân thành phố, tôi thấy ở trên mạng họ viết là họ chấp nhận
thà đau đớn một lần, cấm hẳn không ra đường thì mới hết. Còn trong thời gian qua, thưa quý vị, ra đường nhiều quá. Ban đầu đó là chỉ một số ngành được ra, sau đó lại cho nhiều ngành khác lại ra. Rõ ràng người dân ta chịu không nổi. Rồi chặn lại để mà kiểm tra giấy tờ lại càng đông nữa, lại càng dễ lây bệnh nữa. Đến độ có những chốt công an họ bỏ chốt luôn, đông quá nó nghẹt xe. Thế bây giờ thành phố, sở nội vụ đang đề nghị không? Tất cả cán bộ nhà nước, công nhân viên nhà nước đi làm mặc đồng phục, đeo thẻ, để người ta nhìn người ta biết. Người ta không có xét cái giấy tờ mà ta thấy cái màu áo là người ta cho đi đó. Họ đang đề nghị cái đó, thì mức có được không thì chưa biết. Nhưng mà trở lại vấn đề chính nhất ở đây, thưa quý vị, tại sao Nguyễn Thành Phong mất chức như vậy? Chúng ta không biết. Chỉ có một cái đơn giản là ban tuyên giáo đưa ra thông báo là điều ổng về phó ban kinh tế trung ương. Thì đây nó có những cái điều mà làm cho người ta suy nghĩ. Quý vị nhớ ông Đinh La Thăng năm 2017 không? Khi làm bí thư thành ủy cũng bị cách chức, đưa về phó ban kinh tế trung ương. Mà họ cũng không dừng chữ cách chức, họ dùng là điều về. Thưa quý vị, ở trong nước họ toàn là để cái kiểu đó mà không bao giờ có ai bị cách chức hết. Tôi có cảm giác không ai bị cách chức, toàn là chuyển công tác không à. Làm gì làm cái chuyển công tác, giống như ông Hoàng Trung Hải trước đây ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội. Điều chuyển công tác và làm phó ban nghiên cứu lịch sử đại hội đảng 13, nghe là biết liền. Cứ cái kiểu như vậy, nói thẳng là cách chức rồi, nói cách chức đi. Bởi vì sao? Nếu không nói cách chức, người dân người ta vẫn không biết ông này có lỗi gì không. Mà tại sao di chuyển ông như vậy? Phải chăng khi nói chứ cách chức là sẽ lộ ra sai lầm của đảng? Bởi vì chính đảng chọn những người này. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định bổ nhiệm ông này, ông Nguyễn Thành Phong, làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nghe cái này thì quý vị sẽ có thể phản đối tôi, một số quý vị trong nước phản đối bảo ủa, cái này ta bầu đàng hoàng mà. Bầu cái gì? Đảng cử dân bầu. Đó là cái hệ thống chính trị của Việt Nam. Hầu hết những chức vụ này được bầu nhưng mà có một người ứng cử à. Đảng cử có một người ra, thường thường số phiếu từ 95 đến 100%. Ví dụ như ông Chu Ngọc Anh trước đây bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư gì đó, bộ gì đó của chủ tịch Hà Nội đó, đưa về Hà Nội giới thiệu có một mình ông thì ông phải đắc cử thôi. Ông Nguyễn Thành Phong cũng vậy. Tôi nói thẳng ra là bổ nhiệm luôn cho dễ hiểu. Thành ra họ không dùng cái từ cách chức, dùng từ cách chức có nghĩa là đảng sai. Bởi vì trong Đảng Cộng sản Việt Nam, như chính quyền Việt Nam, họ có cái bộ máy rất là lớn, nghiên cứu từng cá nhân, thấy không? Để họ đưa vô vị trí nào. Chứ nên nhớ nha, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn, một thành phố lớn nhất của cả nước, thành phố có tiềm năng kinh tế lớn nhất, và thành phố đóng góp vào 25% ngân sách của nhà nước, không phải chuyện đơn giản đó. Thành ra không biết vì sao đó, nhưng mà chúng ta chỉ thấy nhìn cái đó. Nhưng mà đây, qua những sự kiện tôi kể cho quý vị, chúng ta thấy rõ một điều. Sau khi ông Nguyễn Thành Phong ngày 19 tháng 8 vẫn họp không có chuyện gì cả. Qua ngày 20 tháng 8 họp với các doanh nghiệp cũng vẫn không có gì cả. Các doanh nghiệp có rõ ràng đề nghị cái mà nó ngược với lại trung ương, quý vị thấy không? Bởi vì hôm trước ông Phan Văn Mãi, phó bí thư thường trực thành phố bảo là sau 15 tháng 9 nếu mà chưa hết là có thể đi tiếp. Và bây giờ chỉ thị của Thủ tướng là ít nhất 2 tuần lễ, ít nhất thôi nhá. À, có vẻ như doanh nghiệp bắt đầu họ phản ứng, mà các doanh nghiệp lớn. Rồi chính ông Nguyễn Thành Phong, chúng tôi nói, vẫn còn ký những quyết định để bổ nhiệm người, là phân phối người để chặn Covid-19, đùng nó mất chức. Phải chăng ông Nguyễn Thành Phong phản đối quyết định của ông chính? Phải chăng? Nhiều phần là có thể như vậy. Bởi vì cái lối mà mất chức của ông Nguyễn Thành Phong rất là bất ngờ. Thứ nhất, như tôi nói, không có người thay thế. Thứ hai là ngay trong ngày ông mất chức, ông vẫn làm việc bình thường, ông không hề biết gì cả. Mà cái này Bộ Chính trị quyết định nha quý vị, chứ không phải khơi khơi nha. Chứng tỏ là phải có một phản kháng gì đó, hay là có một chính sách gì đó rất là tệ hại mà vào phút chót quý vị. Chứ còn nếu ông làm chính sách mà tệ hại như ngày trước thì họ đã chuẩn bị thay ông rồi, đúng không? Nhiều người cho rằng có lẽ là ông chống lại cái chuyện mà gọi là phong tỏa thành phố, bởi vì ông muốn doanh nghiệp. Nhưng mà cái chung quy lớn đây, chúng ta thấy trong cái việc chống dịch Việt Nam, đồng ý là biến thể Delta vì khắp thế giới chỗ nào cũng bị hết. Nhưng mà rõ ràng Việt Nam lúng túng trong thời gian qua, càng chống càng tăng. Số người chết bây giờ là hơn 7.000 người. Số người bị nhiễm trong một ngày là hơn 10.000 người, khá kỷ lục. Đó là ngày thứ 5 nhé, qua ngày thứ 6 vẫn hơn 10.000 người. Đó, cho thấy cái tình hình chống dịch ở Việt Nam nó rất là phức tạp, trong những ngày tới nó là như vậy. Và bây giờ bà con lại tiếp tục ở trong nhà 2 tuần nữa mà không được đi ra đường luôn. Cái này là rất là căng.
Thì đó là những chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình sau.